Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Tổng giám đốc tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW, Anbe Ujamkus đã đến thăm và làm việc với Bộ Công thương Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, giám đốc cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam thực hiện công ước cấm vũ khí hóa học VNA cho biết, trong quá trình tham gia công ước, Việt Nam luôn đề cao tinh thần loại bỏ vũ khí hóa học, lên án mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời ủng hộ lợi ích chính đáng của các quốc gia trong việc phát triển công nghiệp hóa chất vì mục đích hòa bình và phát triển kinh tế. Kể từ khi tham gia công ước, Việt Nam và tổ chức OPCW luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Việt Nam đã thành lập văn phòng thường trực VNA tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương để làm đầu mối liên hệ nhằm giải quyết những vấn đề sản xuất hóa chất. Điều này thể hiện sự nghiêm túc của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết của công ước. Tổng giám đốc OPCW cũng cho biết, cho đến nay, OPCW đã tài trợ cho Việt Nam máy phân tích sắc ký khí khối phổ GCMS, phối hợp với VNA tổ chức 7 hội nghị tại Việt Nam về cấm vũ khí hóa học việt nam cũng khai báo đầy đủ số liệu các nghĩa vụ theo cam kết của opcw đánh giá cao những đóng góp của việt nam ông mong muốn việt nam sẽ tích cực hơn nữa trong hoạt động của opcw và sẽ hỗ trợ các quốc gia khác trong việc thực thi công ước cấm vũ khí hóa học